Xin chào các bạn, mình là Ánh. Các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Bây giờ mình đang đứng ở một cái ao tôm nuôi tôm thẻ chân trắng của nhà mình. Thì hiện tại bây giờ là nước nó đang có cái mực mía, cho nên là nước nó hơi đục. Bây giờ là chắc là tôm nó còn nhỏ, tại vì nhà mình mới thả khoảng đâu trên 20 ngày thôi. Thì một lát mình sẽ hỏi cha mình là cái cách nuôi tôm như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi lên tham quan những cái ao tôm nhà của Ánh nha. Ba cái ao mà gần nhà nhất là của cha mình, còn ba cái ao của mình nó tuốt mỉa trên kia, trên đầu hậu á. Ok. Tôm, con xúc được đúng không? Cha xúc cho con coi tôm nó bự bị lớn à? Hả? Nhưng mà mình xúc nó lên được không? Cho con coi đi. Mẹ mình nói tôm nó nhỏ nhỏ chứ khi mà mình quay với tôm nó cũng nở ra. Cái mấy cái ống mà xanh xanh này ra đó là oxy. Oxy nhỏ, còn tôm mà khi mà nó lớn rồi á thì sẽ bật cái dàn oxy ở phía bên kia. Thì nó mới đủ cung cấp oxy cho tôm hơn, tại vì khi mà tôm mà nó càng lớn á thì cái mật độ tôm ở trong ao nó sẽ dày hơn, thì mình còn phải có cái một cái hệ thống oxy nó phải là mạnh hơn như vậy. À. Tôm này là mười mấy ngày chưa? Trong cái thao đó mình cũng thấy được á. Để cái thao đó đi. Cái tôm này là được là 14 15 ngày á các bạn. Lúc mà đem về á nha thì cái giống tôm nó là nhỏ xíu xíu, giống như cái hạt é vậy đó. Còn bây giờ là cái hình hài của nó là nhìn rõ luôn nè, mình thấy được cái râu tôm nè. Khi mà nó càng lớn á thì cái râu tôm nó sẽ dài ra thêm. Bây giờ mình thấy được cái đường ruột của nó luôn. Ôi trời. Tôm mạnh ghê á. Lanh. Ồ. Tôm này rất là lanh luôn. Ồ, mạnh quá. Ủa cha đang thả mật mía xuống hồ đúng không? Cái nước nó đục đục á là mật mía ở dưới đúng không? Vi sinh. À, vi sinh. Nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao này là sử dụng rất là nhiều vi sinh á mọi người. Thì lúc mà còn nhỏ mình sử dụng nhiều thôi, tới lúc lớn á là mình sẽ cho nó ăn thức ăn. Đây nè. Và bây giờ mình thấy được cái đường ruột á, người ta thường nói là cái đường chỉ lưng của con tôm á, đây là đường này nè. Mình thấy rõ luôn. Mới có 10 mấy ngày thôi là vậy là nó cũng là rất là nhanh lớn á, tại vì từ lúc mà cái giai đoạn mà thả tôm về á thì nó bằng giống như cái hạt é thôi. Cái giai đoạn này là nó vậy là nó rất là nhanh lớn, còn khi mà nó cỡ trên 30 ngày rồi á thì lúc đó là nó lớn nhanh như thổi luôn. Tại vì á, nếu mà trên 30 ngày á, mỗi ngày á là nó có thể là một cái ao này ăn có thể là một tạ thức ăn luôn. Và tới lúc đó là mình sẽ không tự rải thức ăn cho nó đâu, mà có một cái máy tự động hẹn giờ cho nó ăn mỗi ngày luôn. Giống như cách một giờ là cho nó ăn một lần vậy đó. Còn bây giờ là nó còn nhỏ vậy nè. Là mình đánh sữa. Tôm nó vẫn có sữa uống luôn nha. Nó nuôi nó giống như là nuôi một đứa trẻ vậy đó. Từ lúc nhỏ là cho đánh sữa cho nó uống, cho nó thả xuống hồ nè, đánh bọt 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 lên là cho nó uống xong rồi rồi cho nó ăn thức ăn, nó cũng là thức ăn riêng nữa, rồi khi nó lớn nó lại có một thức ăn riêng nữa. Thôi bây giờ mình trả các bạn ấy về ao nha. Rất là mạnh luôn. Bây giờ thì Ánh sẽ dẫn các bạn đi tham quan lên ba cái hầm trên của Ánh, tại vì cái hầm này là hầm của cha.
Ba hầm gần nhà là hầm của cha. Hai cha con là nuôi thi với nhau coi thử là hầm của ai là tôm, tôm của hầm nào là sẽ nhanh lớn hơn. Cái hầm này là hiện tại thì không có tôm trong đó, nhưng mà khi mà cái hầm kế bên á mà tôm giống mình thả nó lớn là mật độ nó càng dày á, thì mình sẽ sang tôm từ hầm bên này qua hầm bên đây. Cho nên là hầm này bây giờ là đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, chỉ chờ cái tôm của hầm kế bên nó lớn rồi xong mà chuyển qua đây thôi. Ở cái vàng hầm bên kia đó là cái hệ thống xử lý nước. Tại vì nước ở trong đây á, mà để mà nuôi được con tôm á, thì là qua biết bao nhiêu là bước để xử lý được cái nước mà phù hợp để có thể nuôi tôm. Cái hầm này cũng đang là hầm sạch. Hầm này thì chưa có thả tôm. Còn cái hầm lớn này nè, gọi là cái ao lắng, thì mà nuôi tôm ở đây á, là nước mặn thì là lấy nước từ ở ngoài sông đem vô trong đây, thì nước dẫn từ ngoài sông có một hệ thống ống nó gắn từ ở ngoài cái phía bên ngoài á, dẫn vô trong đây là xử lý cũng là 6-7 bận gì đó, qua lọc rất là nhiều lần rồi xong đó, từ đó xong nó dẫn vô trong ao lắng này, thì cái nước cái nó lắng những cái dơ bẩn của trong nước á, thì cái phần nước ở trên á, thì sẽ mới là sử dụng để đưa vô trong ao nuôi. Mà không biết sao mà tự nhiên ao lắng này hôm nay có gắn cái oxy đó, để một lát mình hỏi cha thử. Hôm trước thì không có. Đi chừng vướng dây điện nha. Còn bên kia là cái miếng vuông nuôi tự nhiên ở nhà mình. Ở bên đó là có đủ tất cả các thể loại tôm cá rồi cua ghẹ gì tùm lum hết. Khi mà tới nước sổ á, sổ ra là lựa mỗi tay luôn. Tại vì nó hỗn tạp tùm lum hết trơn, tôm đất, tôm thẻ rồi tôm sú, rồi cá thì cá cũng tùm lum, rồi cá bóng, cá heo, cá đối, rồi cá phi, rồi cua. Ôi, tùm lum lắm. Đầm nuôi tự nhiên mà, cho nên là có đầy đủ hết. Và kể cả bên này cũng có mấy con lịch đó, hang lịch, hang trồng, hang có ba khía luôn. Bây giờ mình ba hầm. À, qua đây chút nè, anh hai. Ủa, tôm thả ao nào vậy anh hai? Là cái hầm cuối phía ngoài luôn hả? Các bạn, là nhà mình á, là phân biệt ba hầm ở trong kia của cha mình á, là với ba hầm của mình là cách nhau một ao lắng, để khỏi ai xâm phạm bờ cõi của ai hết. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới cái hầm mà mình vừa mới thả tôm. Chắc cũng từ bữa thả cho tới hôm nay là cũng được đâu cũng mười mấy ngày, cũng tương đương với hầm của cha mình luôn á. Đây nè, là cái ống mà lọc nước từ cái ao lắng á, là ống này nó dẫn qua bên cái hầm mà mình thả tôm nè. Mà muốn mà đầy được cái ao này ha, cũng phải là chắc cũng phải 3-4 ngày liên tục xả nước, 3-4 ngày nó mới đầy. Đây, cái hầm này là đã làm sạch rồi, vừa mới lên tôm hồi tháng trước. Bây giờ là chờ tôm của mình nó lớn lên rồi mật độ nó vừa dày á, thì mình sẽ chuyển qua hầm bên đây. Bên đây là nó đang sẵn sàng hết rồi, oxy rồi này kia gắn đầy đủ hết.
thùng điện. Nhà tự thiết kế để chống trời mưa, trời nắng rồi này kia nè. Này chị nè, bây giờ chỉ có một hầm mình bật thôi, còn mấy hầm kia mình tắt hết trơn rồi. Hệ thống điện chỉ có một hầm nuôi tôm. Từ từ thì mình mới bật mấy hầm khác lên. Máy này là cái gì ta? Này để làm gì mình không không biết, không rành lắm. Để một lát vô hỏi cha thử. À bây giờ hỏi khó thì. Em thì em không có nuôi, em chỉ là đầu tư về thôi. À, đợi ngày lên tôm rồi thu tiền thôi à. Chứ về cách nuôi, về kỹ thuật nuôi thì là mình chỉ biết sơ sơ thôi. Chứ không có kỹ lắm. Đây, đây là hầm ngoài cùng. Và khi mà những chỗ mà nuôi công nghiệp á, người ta mà kỹ á nha, là người ta sẽ là bao những cái hàng rào xung quanh hết để không cho những con như bọ hay là ếch đồ này kia, những cái con sinh vật lạ có thể là nhảy vô trong này. Tại vì á, nuôi nuôi tôm công nghiệp rất là tôm này nó rất là nhạy cảm, tại vì chỉ cần một cái mầm bệnh nhỏ thôi là cũng thể là ảnh hưởng hết luôn cả nguyên cái hầm tôm. Ôi, là bộ ra tới này mệt. Và khi mà bước vô trong này á các bạn, là không được mang dép ở ngoài vô, là ở đây lúc nào cũng có một đôi dép để. À, chết cha, hồi nãy cái hầm của cha em lỡ mang dép kia vô luôn. Là có một đôi dép là để ở đây nè, là mình mang dép ở trong đây, mình không có bước ra ra ngoài. Hai cha con nuôi nhưng mà gặp đứa con vậy chắc. Thôi cái đoạn này giấu ổng nha. Hồi nãy cha ổng cũng không để ý, chứ không thôi là ổng cũng chửi vậy đó. Cái này hơi bị căng nha. Cái này để bắt ra để cho coi tôm á. Ồ, nhìn xuống các bạn nhìn thấy gì thôi, chứ mình đứng ở trên này mình nhìn xuống á, nó cao lắm á. Ồ men, bây giờ mình dở coi thử có tôm con không nha. Tại vì với cái hồ, hình như là cái hầm này mình vừa mới thả khoảng 250.000 con phải không ta? Hình hình như không nhớ luôn. Ờ, đây 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 có rồi nè. Tôm của mình thì mới rồi, vậy là thua của cha rồi. Tại vì bạn mấy các bạn biết sao không? Do cái con giống của mình bắt á, là ở một cái giống mẫu ở một nơi khác. Cái tôm mà mình bắt á, này là ở siêu vi, còn của cha là bắt từ tôm mẹ, tôm bố mẹ nó từ Hawaii á, cho nên cái con giống của nó to, cho nên là nó nhìn nhanh lớn hơn cái tôm của mình. Tôm của mình là bắt ở giống siêu vi, nó nằm ở tại Cà Mau luôn, còn cha mình là chưa kiểu cũng chịu chịu khó là ăn thua với đứa con luôn. Đầu tư con giống mạnh hơn nè, các bạn thấy nè, cái lá gan của nó nè. Hiện tại bây giờ là tôm hầm của ánh cua là thấy được cái lá gan của con tôm rõ luôn, nhưng mà chưa thấy được cái ruột của tôm. Còn tôm của cha thì là mình thấy cái ruột nó rõ lắm rồi. Ồ nè, ấy ấy, tôm rất là mạnh nha. Nè, thức ăn của nó nè, thức ăn của nó rất là nhỏ luôn nha, mà mỗi giai đoạn của nó là cho nó ăn thức ăn khác nhau. Và bây giờ là nó còn dỗ sữa đó các bạn, là mỗi ngày á, là buổi sáng á, là hình như là cách mấy tiếng á, là phải là đánh sữa để rải xuống hồ cho nó tập cấp cặp vô mé vậy nè, thì tôm nó tự lên nó bú. Nuôi nó như một đứa trẻ vậy đó, cũng thú vị lắm. Khi mà đâu mà cái máy cho ăn tự động đâu, hình như đem đi rồi.
chắc có thể là dẹp rồi, tới chờ khi nào mà nó đủ lớn rồi á thì mới đem cái máy đó ra. Chứ mà cái sức ăn của nó khi mà nó lớn á, nó rất là mạnh, thì không thể nào mà cho nó ăn mỗi cách một tiếng mà chạy ra cho nó ăn được, cho nên là phải hệ thống máy móc là tự động hết. Thấy chưa anh, cái vàng ống này là em cũng là chọn màu hồng luôn đó anh, cho phân biệt với bên kia màu xanh. Cái vàng ống của mình đó, nó cũng là theo cái cá tính của mình đó, mình thích màu hồng cho nên chọn cái vàng oxy, vàng ống màu hồng luôn. Còn cha mình thích màu xanh thì ổng gắn màu xanh. Bên mình là có hai cái vàng oxy luôn. Hình như chỗ bên cha hầm nãy chỉ có một vàng oxy thôi. Hả? Nuôi tôm thẻ chân trắng này á, là bây giờ á, là hệ thống là người ta nuôi theo cái kỹ thuật là công nghệ cao rồi. Thì nếu mà nó phụ thuộc vô nhiều yếu tố lắm. Nếu mà con giống mà nó tốt, nguồn nước xử lý tốt và cách chăm sóc như thức ăn rồi vi sinh rồi các thứ á, là nếu mà tốt hết á, thì là nhanh nhất là cỡ 2 tháng rưỡi là mình có thể lên hầm. Còn nếu mà chậm á, thì cũng phải là 3 tháng. Nhiều khi nếu mà yếu tay hơn á, thì có thể là tôm nó dao động từ 3 tháng rưỡi tới 4 tháng. Nhưng mà trung bình á, là cỡ 3 tháng là có thể lên hầm rồi. Do là, nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là chỗ mà mình bắt con giống. Tại vì khi mà con giống mà nó có tốt đi thì cái cách chăm sóc về kỹ thuật của mình mà nó không có tay á, không có mát tay á, thì nó cũng thành ra dở. Còn nếu mà con giống mà yếu á, thì nếu mà cái tay mình có kiểu như kinh nghiệm về cách chăm sóc tôm á, thì nó cũng tốt dần dần lên thôi. Nhưng mà về cái cách mà là nhà ánh là truyền thống là nuôi tôm là từ cha mình là giờ cũng là trên gần 60 rồi. Mà nuôi tôm là từ mười mấy tuổi cơ. Ngày xưa á, mọi người cho đổi đôi dép cái nha. Ngày xưa người ta nói là nuôi tôm công nghiệp là dễ bị thất bại lắm. Nhưng mà thật sự anh cua nói á, quan trọng là cái đầu tư ban đầu của bạn có đủ điều kiện để nuôi được con tôm nó lớn và khỏe và để lên hầm hay không. Đó là nằm ở chỗ đó. Ngày xưa người ta nuôi hầm là người ta nuôi hầm đất. Thì hầm đất á, rồi không có hệ thống xử lý nước nè, dễ có mầm bệnh nè. Rồi chưa kể nói là những con tôm mà nó yếu á, mà nó sống trong cái một cái môi trường mà hầm đất á, thì trong đất á, nó có rất là nhiều mầm bệnh ở trong đó. Là con tôm nó không thể nào mà nó chống trả lại nổi. Tại vì cái giống tôm mà tôm thẻ chân trắng á, là từ ép từ những cái con tôm bố mẹ ở những vùng biển như Hawaii hay là những vùng biển miền Trung rồi này kia, ép ra nó đã yếu rồi mà đưa vô trong hầm mà nó gặp lại mầm bệnh nữa thì không thể nào mà sống nổi. Cho nên là bây giờ nuôi công nghệ cao là sử dụng hết là chải bạc như thế này, rồi hệ thống oxy lúc nào cũng là sẵn sàng hết. Và nó xung quanh là các bạn thấy không, những cái oxy nó cách nhau chỉ khoảng mét hơn mét thôi là có một cái oxy nhỏ vậy, thì nó mới đủ đảm bảo điều kiện để cho con tôm nó có một môi trường tốt để nó sinh trưởng. Về cái nuôi mà hầm đất á, là cái rủi ro nó lớn lắm. Cho nên là bây giờ là người ta cũng qua nhiều năm người ta nuôi và người ta dạy truyền lại cho nhau á, thì là bây giờ là đa số bây giờ người ta nuôi hầm bạc nhiều và bà con cũng đỡ hơn nhiều. Hầm bạc hả? Hầm bạc, về rủi ro hầm bạc thì nó xác suất nó ít lắm. Mình hồi nãy mình có chia sẻ là nếu mà rủi ro về hầm bạc á, thì quan trọng là cái phần mà mình chọn con giống thôi. Nói muốn tắt tiếng luôn, từ từ. Tạ thuốc á hả?
mọi người ơi, mình mới hỏi người nhà của mình á, là cái ao lắng này á, trước đó là không có cái giàn quạt, mà bây giờ gắn cái giàn quạt đó là tại vì là có đánh thuốc vô trong cái ao lắng này để xử lý cái phần nước nó đảm bảo hơn, để cho cái môi trường tôm nó được sạch hơn á, thì là tán thuốc cho nó đều cho cái ao cho nó nhanh hơn. Và nuôi cái hầm bạc này á, cái rủi ro lớn nhất á là nó nằm về phần con giống, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là về cái phần mà điện, giống như là bây giờ là nuôi công nghiệp á, lúc nào cũng xuyên suốt là điện là phải là có 24/24, mà ở trong vùng nông thôn á, các bạn biết á, là nhiều khi một tuần là cúp điện 3-4 lần luôn, mà nhiều khi không cúp cả ngày luôn á. Thì nếu mà giống như là đang nuôi ngon lành như vậy mà cúp điện một cái cỡ khoảng 5 phút thôi là con tôm có thể là nổi đầu lên, là lúc đó là con tôm nó bị ngợp á. Tại vì nuôi công nghiệp thì cái mật độ tôm á, nó rất là dày, mà nó mà thiếu oxy một cái á, là giống như là nó muốn nhảy lên trên bờ để nó tìm oxy vậy đó. Cho nên là cái đó cũng là rủi ro rất là cao. Cho nên là từng mỗi hầm là đều có một cái nhà nha, giống như cái nhà này nè là đều có máy phát điện hết, là mỗi máy phát điện là dành cho một hầm như vậy, để tránh được cái rủi ro là cúp điện bất ngờ. Thì về nhân công, về người đồ này kia là cũng phải có người canh 24/24 để là báo có cúp điện hay không á. Thì vừa hay tin là mất điện là phải là bật cái máy phát điện lên liền, chứ không thôi là tôm nổi đầu là mình cũng hơi bị nổi đầu luôn đó. Không có mình nổ đầu luôn. Nhưng mà về phần con giống, chi phí con giống thì để nuôi được một hầm như vậy á, chi phí con giống thì nó không đáng kể. Nhưng mà về cái phần mà mình hành trình trong cái quá trình mà mình nuôi á, để con tôm mà nó sinh trưởng lên mà để lên hầm á, thì nó cũng rất là tốn nhiều chi phí nè. Từ sữa cho nó trong giai đoạn đầu là đỡ tốn tiền nha, nhưng mà tới giai đoạn mà nó sinh trưởng lên nhanh rồi á, nó lớn nhanh như thổi á, là một ngày của nó, một hầm á, có thể là trên 100 kg thức ăn cho tôm á, mà nhân lên cho thời gian là 2 tháng hơn đi, thì cái tiền thức ăn đó nó độn lên rất là nhiều. Mà trong quá trình đó mình còn phải xử lý vi sinh rồi thuốc men các kiểu khi mà nó gặp vấn đề về bệnh á. Đó, thì nuôi tôm nó cũng làm cái gì cũng vậy các bạn, làm gì nó cũng cực và nó cũng đau đầu và cũng nhức đầu. Cho nên là không có nghề gì mà nó sướng hết. À, chút xíu nữa là mình nắm dây điện rồi đó. Ra để cha mình nói đơn trả lời đơn giản thôi, bây giờ muốn kiếm tiền thì nuôi thôi chứ sao. Ao dưới này ao nhỏ. Nhưng mà ao của con bự hơn mà sao mà tôm con nhỏ hơn tôm cha vậy? Thả sao 2 ngày. Trời ơi, mới cắt có 2 ngày mà nhìn hai con nó không có tung, nó đâu có giống ấy đâu, vậy được. Đâu có, hồi nhỏ này đâu có chăm sóc gì đâu, môi trường nó yêu cầu mà nó tốt rồi thì nó nhanh lớn. Đó là cái gan nó trên đầu á, từ hai mắt nó xuống là nó đen vậy đó. Không có cầm lên thấy được, dễ vậy, chỉ nhìn trong đó thôi. Đó cũng như là con tôm nó vậy đó, từ con mắt nó xuống có cái gan đó, là cái gạch nó đó. Cái là người ta kêu cái gạch nó là cái gan đó đó. Rồi nó có lần chỉ đi xuống là cái ruột nó có hai cái đó, mình coi nó vậy thôi. Mà con biết nè, con không có kinh nghiệm gì, nhưng mà con nhìn vô cái này con biết là cái mà dài mà. Rồi là cái phân của nó. Con định nói lấy, tại vì con biết cái chỗ này nè. Mà con nhìn con tôm nè. Con tôm nè. Con tôm của cha mình nuôi là 15 ngày hả? 15 ngày. 15 ngày mà con tôm hồi nãy của mình nó là kém nhau 2 ngày là 13 ngày, nhưng mà nhìn con này sắp 3 lần con kia luôn. À, nó mới nhanh lớn hay không là lúc đó. Bây giờ là bây giờ nó không giờ có không có tính toán được. Không có nói trước được cái vụ đó. Có khi bầy tôm vẫn thấy dòm thấy nhỏ mà sau này nó lớn nhanh hơn nữa. Cho nó coi nó mạnh hay không, là mình hay quay vậy đó, nhiều khi mình thử con giống mình đem về cũng vậy nữa, mình phải xoay cái nước cho nó xoáy á.
mà con tôm mà nó lội ngược dòng cái dòng nước của mình đang đang xoay á nha, thì con tôm nó là mạnh nè, là này như con này rất là mạnh nè, à, này thấy chưa, nó cố gắng nó lội lên ngược dòng nước á, đúng không cha, thử tôm vậy đúng không. Trời ơi, ánh cua cũng có kinh nghiệm sơ sơ trong cái vấn đề nuôi tôm công nghiệp và công nghệ cao này nha. À mọi người ơi, hồi nãy mình nói cái vàng oxy á, là cái mấy cái này nè mới gọi là oxy nè, còn cái vàng bên này là cái vàng quạt. Thì cái công dụng của cái vàng quạt này á, là để cho cái thức ăn mà mình cho tôm nó ăn nó bị dư thừa đó một phần, và thêm một phần là cái phân của tôm á nó đào thải ra, thì là cái vàng quạt này nó sẽ làm cho cái dòng nước nó xoáy, và ở phía dưới hầm, ở giữa hầm á, nó có một cái ống thoát. À, tất cả những cái cặn bã dơ trong cái hầm này nó sẽ đưa vô trong cái lỗi đó hết, và đưa ra ngoài cái ao phía bên kia để xử lý, và xử lý sạch sẽ xong rồi đưa ra ngoài đó. Tôi mà biết sao chia sẻ, đâu có người nào giống người nào đâu, rồi nói thì cũng như nói cho nó. Cha đang làm cái gì vậy? Này, này là thuốc đen. Thuốc đen mình trộn vô thức ăn á, cho tôm nó ăn dễ tiêu quá. À, cái thuốc này là để... Bây giờ cũng như bây giờ người ta nuôi, người ta không có xài thuốc thủy sản nữa. Nuôi những xài thuốc người ta không à, cũng như uống tiêu quá, rồi quy sinh, cũng như quy sinh của người ta uống em bé rồi đó. À, có nghĩa là con tôm này nó nuôi giống như là con người vậy á. Nó giống hệt như em bé mình vậy đó. Giống như là cái thuốc này á, là dành cho người nhưng người. Mà có thể dành cho tôm luôn. Ừ. Tại đồi hải sản bây giờ nó mắc lắm. Ví dụ mà mình nuôi, mình cho ăn mấy ký lô, 10 ký lô có con trai này à. Mà còn cái thuốc này có mười mấy ngàn bạc, còn đồi hải sản mình cho ăn cái trộn cái mấy chục ngàn. Mà nó khi nó không, nó giả không chừng. Có một lần á, là người nhà mình đi mua thuốc thuốc tây á, cái xong cái mua mà mua đóng nguyên một thùng lớn vậy nè, cái xong người ta cứ hỏi ủa mua làm gì mà dữ vậy, tại thường á là đại lý mới mua một cái số lượng nó lớn như vậy, cái xong là người nhà mình nói là mua để cho tôm uống. Ai cũng kiểu ngỡ ngàng. Ủa cái này mấy viên trắng trắng này giống hàng dòng hàng trắng mà vậy? Cái đó oxy mà khi tôm mà nó bị ấy đó, khi thiếu oxy đó mình dục xuống. Tính đâu trong môi trường của con tôm nó cũng đua đòi, nó cũng ăn chơi. Ăn thôi chơi chát bán mà chơi hàng trắng. Thuốc men đội xã mà hàng triệu. Mình không biết nổi đó không. À đó, các bạn có thể thấy là cái quy trình mà để nuôi được một con tôm thẻ chân trắng mà nó từ nhỏ xíu xíu lên tới con tôm mà nó lớn lên mà đủ để có thể là ăn được nó, mà trong nồi lẩu của các bạn thường ăn á, thì cũng phải trải qua biết bao nhiêu là công sức. Thì sắp tới á, trong thời gian cỡ khoảng 2 tháng hơn nữa, 3 tháng đi, thì tôm nhà ảnh cua lên hầm á, thì mình sẽ làm một tập để cho các bạn là có thể là xem biết được là cái ngày mà mình lên hầm tôm như thế nào, tại vì cái ngày đó là cái mật độ tôm là nó dày hầm luôn, tại vì tôm nó lớn lên á, thì khi mà họ kéo tôm á nhìn rất là thấy ham. Thì các bạn hãy subscribe kênh của Ánh Cua để có thể là xem cái tập lên tôm nó như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.